Bản tin giá vàng mùng 9 tháng 1. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng ngày mùng 9 tháng 1 của kênh tin tức 24 giờ online. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Giá vàng trong nước giảm sâu về sát mốc 56 triệu đồng một lượng. Giá vàng thế giới giảm sốc, xóa sạch thành quả trước đó. Đô la Mỹ tiếp đà tăng. Năm 2021 nên đầu tư vào bất động sản hay chứng khoán. Tình hình cụ thể, giá vàng tại thị trường trong nước, giá vàng giảm sâu về sát mốc 56 triệu đồng một lượng. Cụ thể, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,7, 56,35 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 400.000 đồng một lượng theo chiều mua và giảm 450.000 đồng một lượng theo chiều bán ra so với phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng SJC giao dịch lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức giá 55,8 triệu đồng một lượng mua vào và 56,28 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 550.000 đồng một lượng theo chiều mua và giảm 470.000 đồng một lượng theo chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện tại đang niêm yết vàng SJC ở mức 55,75, 56,37 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm 550.000 đồng một lượng theo chiều mua và giảm 450.000 đồng một lượng theo chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 55,8 triệu đồng một lượng mua vào và 56,3 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 300.000 đồng một lượng theo chiều mua và giảm 400.000 đồng một lượng theo chiều bán ra so với phiên giao dịch gần nhất. Trên thị trường thế giới, giá vàng thế giới giảm sốc, xóa sạch thành quả trước đó. Giá vàng thế giới hôm nay mùng 9 tháng 1 đang đứng ở mức 1912 đô la Mỹ một ounce, giảm 7 đô la Mỹ một ounce so với cùng giờ sáng qua mùng 8 tháng 1, giảm 31 đô la Mỹ một ounce so với ngày mùng 7 tháng 1. Như vậy, sau những phiên vọt tăng sốc, giá vàng đã tụt sâu khiến giới đầu tư lo lắng. Giá vàng hôm nay hiện cao hơn khoảng 419 đô la Mỹ một ounce So với đầu năm 2020, quy theo giá đô la Mỹ ngân hàng, chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới giao ngay vào khoảng 53,18 triệu đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao tháng 2 năm 2021 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchange ở mức 1916,9 đô la Mỹ một ounce tăng 3,3 đô la Mỹ một ounce trong phiên nhưng đã giảm khoảng 7 đô la Mỹ so với cùng thời điểm ngày mùng 7 tháng 1. Giá vàng đột ngột quay đầu giảm nhanh bởi những lý do. Thứ nhất, do đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ ổn định ở mức cao, dù kỳ vọng đối với các gói kích thích tài chính bổ sung tại nền kinh tế hàng đầu thế giới, giữ cho kim loại quý vẫn trong đà ghi nhận tuần tăng thứ hai liên tiếp. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020, duy trì trên mức 1% và giúp cho đồng đô la Mỹ phục hồi mạnh mẽ. Đô la Mỹ mạnh làm tăng chi phí nắm giữ vàng của các nhà đầu tư sử dụng đơn vị tiền tệ khác, trong khi lợi suất trái phiếu tăng làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ loại tài sản không sinh lời như vàng. Mặc dù vậy, việc Đảng Dân Chủ nắm quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ vẫn dấy lên hy vọng về những biện pháp kích thích lớn hơn và làm gia tăng dự báo về lạm phát, theo đó thúc đẩy sức hấp dẫn của vàng như một biện pháp để tránh lạm phát. Theo đánh giá tình hình của nhà phân tích Edward Moya, công ty giao dịch ngoại hối Oanda, lãi suất là một trong những yếu tố thúc đẩy giới đầu tư bán tháo vàng để tập trung vốn vào trái phiếu. Trong khi đó, thị trường tài chính đã bắt đầu kỳ vọng Tổng thống Mỹ Đắc cử Joe Biden thành công hơn trong việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Yếu tố này có thể làm giới đầu tư tài chính lạc quan hơn về kinh tế Mỹ. Họ tiếp tục hướng dòng tiền vào các tài sản có tính rủi ro cao hơn như cổ phiếu, giúp thị trường chứng khoán châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ tăng điểm dữ dội. Điều này đồng nghĩa giới đầu tư giảm đưa tiền vào thị trường kim loại quý, tác động tiêu cực đến giá vàng. Nhìn thị trường ở một góc khác, Chuyên gia phân tích Jim Wyckoff của Kitco.com cho rằng vàng số Bitcoin đang lên ngôi, thậm chí đe dọa xoán ngôi vị tài sản an toàn nhất của vàng. Tiền ảo Bitcoin đang trên đà tăng giá mạnh chưa từng có và hiện đã lên tới 41.000 đô la Mỹ một Bitcoin. Nên không ít nhà đầu tư đã bán vàng, dịch chuyển vốn vào đồng tiền này. Ngoài ra, động thái bán chốt lời và đánh xuống, bán vàng giá cao, chờ vàng giảm giá để mua vào hưởng tranh lệch của một số nhà đầu tư cũng rất có thể là tác nhân chính khiến giá vàng bốc hơi dữ dội. Biểu hiện rõ nhất là tại phiên giao dịch kéo dài từ đêm ngày mùng 7 đến dạng sáng mùng 8 tháng 1, các quỹ đầu tư bất ngờ bán 3,48 tấn vàng, trong đó quỹ đầu tư lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares bán 1,18 tấn. Chuyên gia phân tích Kairoda của IG Market nhận định, trong ngắn hạn, thị trường dường như thiếu chất xúc tác để kéo giá vàng tăng cao hơn các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo việc làm tháng 12 của Mỹ để đánh giá sức khỏe của thị trường việc làm. Đô la Mỹ tiếp đà tăng. Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay mùng 9 tháng 1 diễn biến theo xu hướng đi lên, tiếp nối đà phục hồi của phiên trước. Chỉ số US Dollar Index đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 90,07 điểm, tăng 0,24 điểm so với 89,83 điểm trước đó. Mặc dù đã tăng trở lại nhưng xu hướng của tỷ giá đô la Mỹ được dự đoán vẫn đi xuống. Các nhà phân tích đang có quan điểm trái chiều về triển vọng của đồng tiền Mỹ trong năm 2021. Mặt khác, một số người cho rằng kỳ vọng lạm phát gia tăng dựa trên việc chính phủ Mỹ dự kiến thúc đẩy kích thích tài chính sẽ đè nặng lên lãi suất thực và gây áp lực lên đô la Mỹ. Đặc biệt, với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép dự định sẽ giữ nguyên tỷ giá và cho phép lạm phát vượt quá 2%. Ngược lại, một số nhà phân tích nói rằng một thời gian dài đô la Mỹ được định vị thấp cũng như lợi suất trái phiếu chính phủ tăng có thể giúp nâng tỷ giá đô la Mỹ trong dài hạn. Tỷ giá đô la Mỹ hồi phục trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đã xác nhận ông Joe Biden là tổng thống đắc cử. Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố thông qua Dan Scavino, phó giám đốc phụ trách truyền thông và nói rằng sẽ có một sự chuyển đổi có trật tự vào ngày 20 tháng 1 nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào khả năng gói hỗ trợ tài chính bổ sung sẽ sớm được đưa ra sau khi Đảng Dân Chủ giành đa số ghế trong Thượng viện, giúp Đảng này kiểm soát cả hai viện quốc hội. Ngày 8 tháng 1 tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.121 đồng. Tỷ giá đô la Mỹ Việt Nam đồng tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.125 đồng và bán ra ở mức 23.765 đồng. Các ngân hàng thương mại giữ tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ phổ biến ở mức 22.990 đồng mua và 23.170 đồng bán. BIDV niêm yết tỷ giá ở mức 22.990 đồng một đô la Mỹ và 23.170 đồng một đô la Mỹ. Vietinbank 22.956 đồng một đô la Mỹ và 23.156 đồng một đô la Mỹ. ACB 23.010 đồng một đô la Mỹ và 23.190 đồng một đô la Mỹ năm 2021 nên đầu tư vào bất động sản hay chứng khoán. Theo ông Nguyễn Đức Hưởng, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Liên Việt Postbank nhận định, chứng khoán và bất động sản là hai kênh đầu tư đang lên ngôi, đặc biệt từ thời điểm cuối năm 2020. Cụ thể, trong khi VN Index vượt ngưỡng 1.100 điểm khiến các nhà đầu tư hưng phấn, thì bất động sản cũng đang dần phục hồi từ quý 3 năm 2020, các sản phẩm vẫn trong đà tăng giá. Theo vị chuyên gia này, chứng khoán đang tạm thời thắng thế so với bất động sản trong năm 2020. Tuy nhiên, đúc kết từ kinh nghiệm đầu tư nhiều năm, ông hưởng cho rằng dù các ngân hàng vẫn báo lãi lớn trong năm 2020, nhưng sang năm 2021, họ mới thực sự ngấm đòn từ dư nợ, khó khăn trong huy động và cho vay. Ông hưởng nhận định chứng khoán sẽ giảm trong năm 2021. Nguyên nhân là do các hoạt động giãn nợ vay vốn ngân hàng trong năm 2020 sẽ bắt đầu ảnh hưởng sau một năm. Trong cuộc đua bất động sản và chứng khoán, chứng khoán đang thắng cuối năm 2020, nhưng sau tháng 1 năm 2021, chứng khoán sẽ giảm và bất động sản sẽ tăng nhanh. Vì thế, ông Hưởng khuyên ai nắm chứng khoán ngân hàng thì sau Tết nguyên đán nên bán ngay đi. Sau quý 1 năm 2021, chứng khoán sẽ sập, bất động sản lên ngôi. Nếu anh chị mua đất, giá có thể hạ thấp thế nào thì nó vẫn là đất. Người đẻ ra thì đất lại lên giá, còn chứng khoán đã bong bóng rồi thì chỉ còn giấy thôi. Bên cạnh nhận định bất động sản sẽ thắng thế trong cuộc đua sinh lời với chứng khoán, vị chuyên gia này còn đưa ra quan điểm của mình về một số phân khúc tiềm năng hấp dẫn sắp tới. Theo ông, bất động sản vùng ven Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ngoại thành sẽ lên ngôi. Thứ hai, đất Long Thành, Đồng Nai, quận 9 Thủ Đức và những nơi được định danh là đặc khu sẽ là vua 5 năm, năm tới. Thứ ba, nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền, đất chia lô, phân khúc nhà cao cấp đang thừa nhưng nhà giá rẻ, nhà vừa túi tiền thì ngược lại, điều kiện xây dựng rất đơn giản và bán rất nhanh. Ngoài ra, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản cũng khuyên những nhà đầu tư có tiền có thể đầu tư vào các khu vực vùng ven bởi các khu vực vùng ven luôn có tiềm năng tăng giá, nhất là đất ở những khu vực có dự án sắp vận hành. Bản tin của tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.